kéo ống tay của hắn sang một bên, hiển nhiên nàng muốn hỏi vì sao thái độ của hắn đột nhiên thay đổi. Trương Hạo Yên đi đến trước mặt Đường Tam, cười ha ha rồi nói, đứng vào hàng đi, phương pháp này của người rất tốt, về sau có thể tiếp tục tiến hành rất không tồi. Đường Tam hiểu vì sao bọn họ lại đồng ý, thiên hồ chi nhãn tiến giai mang đến cho các lão sư kinh hỉ cực lớn, yêu thần biến cấp 1 cái này đối với tổ chức cứu thục quá trọng yếu, tương lai nếu như độc bạch có thể đạt tới thần cấp, nói không chừng thật sự có thể đem tổ chức chạm đến cánh cửa cực hạn, huống chi thiên hồ chi nhãn càng có tác dụng phụ trợ lớn. Yêu quái tông cũng tôn trọng thiên hồ đại yêu hoàng, có thể thấy thiên hồ chi nhãn có tác dụng phụ trợ quan trọng như thế nào. Hiện tại, thiên hồ chi nhãn xuất hiện trên người của nhân loại, rất nhiều chính là cơ hội để nhân loại hiểu tiến hóa cực lớn. Không lâu sau đó, Mộc Vân Vũ đã trở về với nét mặt kinh ngạc, phẫn nộ trên khuôn mặt của nàng đã biến mất, thay vào đó là vẻ cổ quái, giống như có một chút buồn cười. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, người buồn bực nhất không phải là mình, mà là vị ca ca chịu trách nhiệm khóa thực chiến kia. Mộc Ân Tính mang các học viên ở khóa thực chiến lâu như vậy mà không có kết quả, vậy mà Đường Tam 19 tuổi cũng đã đạt đến lục giai, tốc độ này thật sự là quá kinh khủng. Toàn thể xuất phát quy tắc như trước, hôm nay phụ trọng mỗi một người tăng lên 20%, tiềm năng cần phải tạo áp lực mới có thể kích phát ra, Mộc Vân Vũ đưa ra yêu cầu của thiết học ngày hôm nay. Vừa nghe nói phụ trọng tăng lên 20%, các học viên đang hưng phấn lập tức rụ mặt xuống, nhưng chỉ có thể dựa theo lời nói của lão sư mà hành động. Đường Tam ngừ lừ lại một chút, Mộc Vân Vũ gọi Đường Tam lại, những người khác đều đi thực hiện nhiệm vụ, Đường Tam lưu lại. Mộc Vân Vũ nhìn Đường Tam từ trên xuống dưới, thân sắc có một chút phức tạp, Trương Hạo Hiền vẫn chưa đi, Quan Long Giang cũng vừa trở lại. Đồng thời bị ba vị lão sư nhìn chằm chằm, dù kiếp trước là thần vương, Đường Tam bây giờ cũng cảm thấy có chút sợ. Các sư phụ có chuyện gì sao, ta không cần tham gia khóa huấn luyện thể năng sao, Đường Tam chỉ các học viên đang dần dần đi xa rồi hỏi. Mộc Vân Vũ nói, ngươi thật sự đã là lục giai rồi, Đường Tam yên lặng gật đầu, hình như là vậy, Mộc Vân Vũ khóe miệng co giật một lát, 9 tuổi đứa nhỏ này mới 9 tuổi, nàng dù là lão sứ nhưng cũng chỉ là thất giai mà thôi, tuy nói từ lục giai đến thất giai là một đại môn lớn vẫn vượt cần vượt qua, nhưng nàng lúc 26 tuổi mới đến thất giai, Đường Tam còn rất nhiều thời gian, Quan Long Sang lẩm bẩm, Đường Tam lục giai, độc bạch tiến hóa đến tứ giai, nhưng tình huống như vậy cố lý sớm đã đến bình cảnh cũng có khả năng tiến giai. Trinh Tử Tranh không tiến giai, nhưng mà lần này thu hoạch không nhỏ, tích lũy càng nhiều không lâu sau cũng có thể tiến vào ngũ giai rồi. Băng Kỳ cũng nói có thu hoạch rất lớn, lần này rèn luyện tuy rằng nguy hiểm rất nhiều nhưng tác dụng cũng rất lớn. Mộc Vân Vũ nói với Đường Tam, tuy rằng ngươi tiến vào lục giai, nhưng ta phải nói với ngươi ít nhất trong vòng 5 năm, ngươi không nên thử nghiệm trùng kích thất giai. Thân thể của ngươi chưa chủ mã hoàn toàn, nếu tiếp tục tăng lên thân thể không chịu được mà tổn hại, như vậy ngươi nhất định phải chết. Ngươi vẫn còn nhỏ, dễ dàng xúc động nhưng cũng chính là vì mạng nhỏ, ngươi nhớ lấy không nên trùng kích thất giai. Vâng, Mộc lão sư, ta cũng cảm thấy như vậy, cho nên ta nhất định phải rèn luyện thân thể, tăng cường thể năng và sức chịu đựng của bản thân. Lần này có thể đột phá lục giai là do cơ duyên xảo hợp, lúc ấy thân thể của ta bị sáp xí hổ quán trú một ít năng lực phong thuộc tính, không biết chuyện gì đã xảy ra đã đột phá rồi. Hiện tại ta có thể cảm giác được kinh mạch trước đau nhức, thân thể có một chút chịu đựng không được, một thời gian dài sau này ta chỉ có thể bồi dưỡng thân thể thật tốt. Nghe hắn nói như vậy, Mộc Vân Vũ nhu hòa hơn rất nhiều. Ngươi biết thế là tốt rồi. Tiếp theo cứ hào hào tích lũy, đem căn cơ bồi dưỡng thật vững chắc. Vâng, Đường Tam đáp ứng. Mộc Vân Vũ quay đầu nhìn Quan Long Giang. Lục giai tiểu tử này vậy mà đã đến lục giai rồi. Quan Long Giang nhìn Mộc Vân Vũ một chút, lại nhìn Trương Hạo Hiền một chút, trên mặt chán trưởng còn mang theo một nụ cười chữ tự hào. Mộc Vân Vũ cùng với Quan Long Giang lập tức cảm thấy Trương Hạo Hiền có một phút hay không là đã sớm biết Đường Tam có tiềm năng như vậy. Nếu như Đường Tam cùng với Trương Hạo Hiền không phải có yêu thần biến không giống nhau, bọn họ thậm chí muốn nghi ngờ Đường Tam là con trai của Trương Hạo Hiền. Tốt rồi, ngươi cũng đi tu luyện đi, mấy ngày nay ăn nhiều thịt yêu thú một chút, máu yêu thú các ngươi mang về nên giữ lại, dùng để tầm bổ thân thể. À, thất giai yêu thú có nội đan của mẫu lão hổ kia ngươi có thể cân nhắc giữ lại cho mình dùng, dù sao cũng là phong thuộc tính, có khả năng nhất định tăng lên lực lượng trưởng khống phong nguyên tố của ngươi, thậm chí giúp ngươi có được phong nguyên tố hộ thể. Đường Tam trong nội tâm khẽ động nhưng hắn lập tức nói, máu yêu thú có thể giữ lại nhưng nội đan kia có thể bán đi, dù sao cũng là mọi người cùng đạt được.
Thất giai yêu thú vì sao chân quý chính là bởi vì có nội đan, đó là một trạng thái cố định năng lượng. Tuy rằng thất giai yêu thú không thể nào dùng nội đan để khởi xướng công kích cường đại, nhưng nội đan là kết tinh của một thân tu vi của nó, cũng là thứ quý giá nhất trên thân yêu thú. Quan Long Sang nói, từ tình hình chiến đấu của các ngươi, mọi người chắc chắn sẽ không phản đối, mặt khác ngươi cần ít nhất là hơn một chút mới được. Đường Tam kiên quyết nói, không được, đem nội đan bán đi, tiền lời mọi người chia đều. Lão sư, ta vừa đột phá lục giai, dùng nội đan của mẫu lão hổ, thân thể của ta đoán chừng không chịu được. Ta trước tiên đem khí tức tù luyện tới mạnh mẽ hơn rồi tính sau, về phần nội đan về sau vẫn còn có cơ hội có thể lấy được. Được, cứ như vậy đi, vẫn là hoàn toàn tăng lên sức chịu đựng của cơ thể là trọng yếu. Trương Hạo Hiền mơ hồ hiểu vì sao Đường Tam cự tuyệt nội đan. Tiểu tử này đâu chỉ có một loại yêu thần biến, có thể dùng nội đan hay không rất khó nói. Đường Tam xác thực là nghĩ như vậy, hắn không có hứng thú với việc tu luyện phong nguyên tố hộ thể. Chỉ cần tinh thần lực lượng đủ cường đại, hắn có thể phát huy ra năng lực không thua kém gì phong nguyên tố hộ thể. Mà khi đã tu luyện thành phong nguyên tố hộ thể, phần lớn thuộc tính thân thể hắn sẽ luyện chế chuyển hóa nghiêng về phía phong thuộc tính, đó cũng không phải là kết quả hắn muốn. Mộc Vân Vũ nói, cũng tốt, ngươi biết mình căn cơ bất ổn là được, ngươi cũng đi tu luyện đi, nếu ngươi là lục giai rồi, phụ trọng tăng lên gấp đôi. Vâng, Đường Tam quay người, lấy những phụ trọng leo núi. Nhìn bóng lưng của hắn rời đi, Quan Long Sang nhịn không được nói, tiểu tử này chính là quái tài, rõ ràng chỉ có phong lang biến lại có thể tăng nhanh như vậy. Hơn nữa ta nghe Băng Kỳ nói, ở phương diện khống chế chi nguyên tố, hắn cho Băng Kỳ không ít chỉ điểm, làm cho Băng Kỳ hiểu ra rất nhiều điều. Trương Hạo Hiền lúc này ha ha cười một tiếng nói, lớn như không phải phát hiện ra thiên phú của hắn, ngươi cho rằng ta sẽ tu hắn làm đồ đệ sao? Nhìn Trương Hạo Hiền đang tỏ vẻ, Quan Long Sang tức giận nói, lần này các ngươi gặp may mắn, mạo hiểm thành công. Nếu như thất bại ta xem người báo cáo như thế nào với tổ chức. Trương Hạo Hiền lúc này cười lành lành nói, tốt, về sau không đi là được. Quan Long Sang đảo mắt nói, vẫn đi, chỉ là tăng cường tính an toàn. Lần này tuy rằng nguy hiểm, nhưng như Đường Tam nói, dưới áp lực và kích thích mãnh liệt, tiềm năng mới đường kích phát tốt hơn. Đường Tam đạt đến lục giai, Độc Bạch cũng tiến vào tứ giai. Cố Lý tuy rằng chưa tính, nhưng hắn cũng tăng lên. Băng Kỳ cùng với Trình Tử Tranh cũng có thu hoạch không nhỏ. Lắng động tích lũy một chút, hiệu quả sẽ càng tốt. Phương thức thực chiến này xác thực đối với phát triển của băng nhỏ rất tốt. Ta cảm thấy chúng ta cần hoàn thiện phương thức này, mà không phải hoàn toàn chối bỏ. Trương Hạo Hiền nhìn hắn cười nói, ngày hôm qua cũng không biết ai mắng ta xối đầu. Ngươi trên thị trấn không có chuyện gì sao? Bề bộn thì mau đi giải quyết đi. Đường đường là một trấn trưởng, đừng có lúc nào cũng chơi bờ lêu lỏng. Ta đi xem Độc Bạch một chút. Nói xong Quan Long Sang xoay người rời đi. Cố Lý đêm ngày hôm qua đã tỉnh lại, bất quá hắn tiêu hao quá lớn, tu vi cũng chưa khôi phục, cần phải minh tưởng điều tức. Thịt yêu thú nhóm Đường Tam mang về, một phần hiến ra, còn lại đều trực tiếp bán cho học viện, đổi thành nguyên tố tệ. Những vật kháng trên người của yêu thú cũng Đường Vũ Băng Kỳ xử lý, ước chừng cần 2-3 ngày mới hoàn thiện. Đường Tam rất ít xuất hiện, mỗi ngày chính là đi học tu luyện ổn định lại tu vi vừa đạt được. Lại qua 2 ngày, tiền tức trước sau truyền đến, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh song song đột phá lên ngũ giai. Tiểu đội 5 người đi săn giết yêu thú này, trừ Vũ Băng Kỳ vừa tiến vào lục giai không lâu, 4 người còn lại đều tiến giai. Đến lúc này, học viện cũng hoàn toàn đồng ý với phương thức tu luyện thực chiến của bọn họ, tuy rằng nguy hiểm nhưng hiệu quả quả thật là quá tốt. Nhất là thiên hồ biến cùng với thì quang biến song song thiến hóa, quả thực làm cho học viện cứu thục trở lên trên vui sướng. Mà để vừa nhóm người Đường Tam, thời khắc làm bọn họ hưng phấn đến rồi. Đi, đại sư huynh gọi chúng ta đến chia tiền. Độc Bạch lúc này kích động xông vào phòng của Đường Tam kéo hắn đi. Đã chia tiền rồi, đôi mắt của Đường Tam sáng lên, thật là quá vui mừng. Khi mà bọn họ đi vào gian phòng của Vũ Băng Ký, Cố Lý công trình thử tranh đã đến, trên mặt mấy người đều là vui sướng. Độc Bạch xoa xoa đôi bàn tay cười hì nói, đại sư huynh tổng cộng được bao nhiêu? Nhanh phân thôi ha ha, ta không thể chờ đợi được nữa rồi. Vũ Băng Kỳ cười nói, tất cả mọi người đều đến đông đủ, ta kiểm kê cho các người một lát. Lần này chúng ta tổng cộng giết được 20 con yêu thú, trong đó có một đầu thất giai đỉnh phong sáp xí hổ, một đầu lục giai sáp xí hổ, còn lại đều là yêu thú có tu vi ngũ giai và dưới ngũ giai. Đồ vật có giá trị cao nhất trên người thất giai yêu thú là nội đan, sau đó là lân giáp, da, gân, xương cốt, cùng một số bộ phận đặc thù trên người yêu thú, mỗi phần đều có giá tiền khác nhau. Thịt và xương yêu thú đều bán cho học viện, bởi vì là bán cho học viện liền có chiết khấu. Học viện dựa theo giá thị trường chiết khấu 70%, thịt yêu thú nếu như do chúng ta tự mình xử lý cũng không có khả năng lấy được giá thị trường, bởi vì là số lượng lớn, học viện trực tiếp mua lại cùng thuận tiện, ta liền đồng ý.
Máu yêu thú thì giữ lại, sau khi học viện đều kiểm kê kiềm chế xong, liền phân cho 5 người chúng ta dùng để bồi bổ gân cốt. Dùng máu yêu thú để rèn luyện thân thể là một phương pháp tu luyện xa xỉ. May mắn lần này chúng ta có rất nhiều máu, điều trị cần một ít thời gian dù sao cũng là của chúng ta. Các bộ phận còn lại, tất cả đều bán ra đồ thỉnh thiềm, tổng cộng là 28 miếng nguyên tố tệ, vốn là 17 miếng nhưng chấn trưởng đặc biệt chiều cố cho chúng ta thành 28 miếng. Dựa theo quy định lúc trước, chúng ta chia đều, mỗi người lấy trước 5 đồng nguyên tố tệ. Hắn vừa nói vừa xuất ra một cái túi, ở trước mặt nhẹ nhàng rũa ra một cái.